Trời ơi, cái bà khoan nè. Ngoài mở cửa. Tin chứ ai? Tại sao? À, tôi. Đúng không? Rồi đúng rồi nè. Tiệt. Chuyện hên quá. Chuyện này ác lắm mà thấy tiệt theo kiểu. Đó. Chuyện này độc ác vô cùng luôn. Mà nó cắn vô cái là y chang như tức luôn, Đi y đi chang nha. tin hả, Không thể làm mà rồi. ngay Sẽ mở có cửa còn nữa. hỏa nữa nha. Gì tới gì tới. Nguy hiểm không? Thấy nguy hiểm không? Gì rồi. Thấy nó ghê không? Thiệt chứ, vô mùa rồi, vô mùa kiến với mùa mũi rồi. Nè, rồi vô đây nè, cửa này là không được mở đó nha, tại con mở cửa. Ừ, để con mở rồi trình dịch mới đây đi, không được mở nha, chỉ có cha mẹ mới được mở thôi. À, mở ra, kéo ra, kéo tin kéo bên đây nè. Ừ. Đi nè. À, nè. Nè em ơi, là con nè, đi 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 sao nó nằm ngoài lưới, thấy không? Khi mà chúng ta kéo lưới á thì mở lưới không à, đó nó sẽ bị nằm ngoài lưới. Rồi nè, con số đi còn thì sẽ nằm ngoài lưới hết. Đây là cái cửa sổ nè, mọi người thấy không nè. Khi mà chúng ta kéo lưới, chúng ta mở cửa sổ như vậy thì nó sẽ hón. Đó, mà nó có vô thì nó chỉ vô được cái mép này thôi. Rồi nữa, ở đây nó phải chết, ở đây. Chứ nó không đi được. Đó. Đó chúng ta. Nè, có con này nè. Nó vô lại bị dướng lại là chết ngắt luôn không? Đó. Bởi vì mình kéo lưới lại chứ mình không có được mở ra. Rồi kéo lại. Kéo lại không được mở ra. Rồi kéo hết luôn nha, kéo từ cửa sổ tới vậy là tạm biệt ba khoan với kiến côn trùng rồi kìa. Chú ba nghe nói kiến ba khoang sợ quá vậy luôn. Có lưới rồi sao kiến ba khoang được, có lưới này từ khi mở lưới ra thôi. Ông chú ba nè, nghe nói xong vậy rồi, xong vậy rồi. Bò đâu ơi? Đừng có mở cửa ra đó nha, hổm thì cửa ban công, nay thì cửa phòng ngủ. Tin chứ ai? Đúng rồi, không có mở cửa ra nữa nha, ta cửa lưới chống muỗi chống côn trùng mà mở ra, hên là mở ra chả thấy đóng liền á, chứ không là nó vô là nó cắn tin như hổm đó rồi. Nó cắn cắn tin như hổm, tay chân nha, tay chân bị sức, bị giống như chú ba có chú ba dữ. Nên mời chú ba rồi chú ba rồi đó. Đó là còn lưới này thì Stin không có để ý, tại lưới này nó hơi khuất. Đó, chủ yếu Stin là ở trong phòng, ở ban công, kéo hoài ha. Ui, bay ra đâu vậy? Nó bay. Ủa mới thấy nó bay ra mà. Không có mở cửa nữa nha. Giỏi. Dạ rồi, ai đầu đầu dạ rồi. Ok, bye và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Nhớ like, đăng ký, subscribe, ủng hộ GC Trang Dược và City Đen. Bye bye nha.